ở Hải Phòng lúc rạng sáng, ba mẹ con tử vong thương tâm. Người mẫu Ngọc Trinh hầu tòa vào ngày mai, 2 tháng 2. Phát hiện một tấn nội tạng động vật hôi thối sắp giao vào nhà hàng quán ăn. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin. Còn bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, dự kiến ngày mai, mùng 2 tháng 2, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh, về tội gây dối trật tự công cộng. Bị cáo Trần Xuân Đông, 37 tuổi, ngụ quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, về tội gây dối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Người mẫu Ngọc Trinh bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vì liên quan đến hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác nguy hiểm và đăng lên mạng xã hội. Phiên tòa được xét xử công khai do thẩm phán Nguyễn Anh Tuấn làm chủ tọa, có 3 luật sư bào chữa cho người mẫu Ngọc Trinh. Theo truy tố, ngày 6 tháng 10 năm 2023, dù không có giấy phép lái xe hạng A2, nhưng Ngọc Trinh vẫn cùng với người dạy lái là Trần Xuân Đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác nguy hiểm, phản cảm như nằm, quỳ gối trên yên xe, thả hai tay để xe tự chạy. Sau đó Ngọc Trinh cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng tải các clip này lên mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn, gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng. Hành vi trên đã gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Ủy ban Nhân dân phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức và Ban An toàn giao thông phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức đã có văn bản đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử lý Ngọc Trinh theo đúng quy định của pháp luật. Qua điều tra, công an còn xác định liên quan đến mô tô mang biển kiểm soát 59A3-11588. Bị can đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký số 122678 là giả. Người này thừa nhận, mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả, nhưng vì thấy xe giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng. Thưa quý vị, sáng mùng 1 tháng 2, một vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến ba mẹ con tử vong. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 1 tháng 2 năm 2024 khi người dân phát hiện có lửa cháy trong nhà trọ vừa là nơi ở vừa là quán cháo dinh dưỡng đã hô hoán và kêu cứu. Tuy nhiên, ngọn lửa cháy quá to trong khi ngôi nhà cháy lại dạng ống, có mái lợp tôn lạnh nên việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường đã phải mất hơn một giờ đồng hồ mới có thể khống chế hoàn toàn đám cháy. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có bốn mẹ con chị X đang ngủ. Người con gái lớn năm nay 16 tuổi nghe thấy tiếng hô hoán đã tỉnh dậy và thấy cháy trong nhà nên gọi mẹ dậy sau đó con gái lớn của chị x đã thoát ra cửa phía sau người bị bỏng ở phần mặt và đã được đưa đi sơ cứu tại bệnh viện đa khoa nam am còn chị x và hai con nhỏ không thoát ra được và đã tử vong trong vụ cháy hiện cơ quan công an huyện công an xã và địa phương đang tiếp tục khắc phục hậu quả vụ cháy Trước đó, vợ chồng anh chị X từ tỉnh Thái Bình sang thuê nhà ở xóm 2, xã Cổ Am để bán cháo dinh dưỡng. Đêm ngày 31 tháng 1, dạng sáng ngày 1 tháng 2, khi xảy ra vụ cháy thì chồng chị X đi làm không có nhà. Trong nhà chỉ có bốn mẹ con chị X. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Bảo, địa phương đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình bị nạn trong đám cháy tại xóm 2 Cổ Am. Mỗi trường hợp tử vong là 10 triệu đồng, tổng cộng 30 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng Vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Dũng, sinh năm 2006, trú tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng về hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Khoảng 2 giờ 45 phút ngày 5 tháng 1 năm 2024, tại đường Liên Xã thuộc thôn 6, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một người tử vong. Nạn nhân là BDTA, sinh năm 2010, trú tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Kết quả điều tra ban đầu xác định BDTA điều khiển xe máy biển kiểm soát 15G. 961XX theo hướng từ xã Lưu Kiếm về thị trấn Minh Đức xảy ra va chạm với một xe máy khác chạy cùng chiều, sau đó lao vào về đường hậu quả Bdta tử vong tại chỗ xe máy hư hỏng nặng Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người này không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và chưa đủ điều kiện để điều khiển xe máy tham gia giao thông. Quá trình xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thủy Nguyên làm rõ, vào thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, Nguyễn Khắc Dũng đi xe máy đến thôn 10, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên để chơi điện tử. Sau đó, BDTA đi xe đạp điện đến để hỏi mượn xe. Dũng đồng ý, dù biết rõ BDTA chưa đủ tuổi để điều khiển xe máy tham gia giao thông. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định liên quan đến việc giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển, luật sư Tạ Phương, văn phòng luật sư Trung Hòa thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho hay, điều 60 luật giao thông đường bộ nêu rõ, độ tuổi của người lái xe quy định như sau, người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm khối, người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm khối trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự. Ngoài ra theo quy định, nếu lái xe chưa đủ điều kiện sử dụng phương tiện trên 50cc mà vẫn sử dụng, bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện được sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 400.000 đến 600.000 đồng. Ngoài việc bị phạt tiền thì khi người điều khiển chưa đủ tuổi lái xe máy trên 100cm khối, lái xe còn bị tạm giữ phương tiện, giấy tờ liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm, căn cứ theo quy định tại Điều 82, Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ, được sửa đổi bởi điểm A khoản 32, Điều 2, Nghị định số 123 năm 2021 của Chính phủ. Theo luật sư Phương, trường hợp giao xe cho người chưa đủ tuổi lái xe, cơ quan chức năng sẽ căn cứ dựa trên khoản 5, điều 30, Nghị định số 100 năm 2019, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, đặc biệt là điều 58 của luật giao thông đường bộ năm 2008. Theo quy định này, người giao xe cho người chưa đủ tuổi sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 4 triệu đồng. Ngoài ra, trong trường hợp gây ra tai nạn làm tử vong người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác thì tùy mức độ có thể bị truy quyếu trách nhiệm hình sự theo điều 260, 264 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm. Ngày 1 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt giam Trần Quốc Huy, 37 tuổi, ngụ phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh này Nguyễn Thị Hoài Hương, 34 tuổi, vợ của Huy cũng bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại. Hồi giữa tháng 5 năm 2023, hàng trăm người dân tập trung tại văn phòng kinh doanh bất động sản Huy Thịnh Phát, ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, do vợ chồng Huy làm chủ để đòi tiền chơi hụi. Công an huyện Thống Nhất phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động mọi người giải tán và tiếp cận 289 đơn tố cáo, chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh. Kết quả điều tra xác định từ năm 2019, vợ chồng Huy mở các dây hụi để cho người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận chơi hụi tuần, hụi tháng với số tiền góp hụi từ 1 triệu đến 100 triệu đồng. Đến đầu năm 2022, vợ chồng Huy làm ăn thua lỗ. Dù không còn khả năng trả nợ và thanh toán, nhưng vợ chồng Huy vẫn tiếp tục mở nhiều dây hụi khác nhằm chiếm đoạt tài sản của các hụi viên. Đến sáng ngày 26 tháng 5 năm 2023, Huy nhắn tin lên mạng xã hội tuyên bố bể hụi. Thống kê sơ bộ, tổng số tiền vợ chồng Huy chiếm đoạt của 337 cá nhân khoảng hơn 49 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại của Trần Quốc Huy và Nguyễn Thị Hoài Thương trong vụ án trên liên hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, địa chỉ tại số 47 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Vượng, sinh năm 1973 Chú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, ngày 27 tháng 1, công an phường Quảng An quận Tây Hồ tiếp nhận tin báo về việc nhà riêng của một cán bộ ngoại giao người nước ngoài trên phố Tô Ngọc Vân, phường Quảng An bị trộm đột nhập đánh cắp tài sản. Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Tây Hồ, Công an phường Quảng An tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ án. Tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định ngôi nhà bị trộm có một tầng hầm, ba tầng tung, cửa sổ ngôi nhà bị cậy phá, cửa ra vào tầng 2 bị mở bất thường, nhiều đồ vật trong gia đình bị xáo trộn, tổng giá trị các đồ trang sức và tiền mặt bị trộm trên 1 tỷ đồng. Quá trình điều tra sàng lọc các đối tượng nghi vấn, công an quận Tây Hồ đã triệu tập đối tượng Nguyễn Ngọc Vượng để đấu tranh. Với 5 tiền án nên khi bị đưa về cơ quan công an, Vượng tỏ ra lì lợm, không hợp tác với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, với những chứng cứ không thể chối cãi, Vượng đã phải khai nhận mình là người gây ra vụ trộm cắp trên. Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 27 tháng 1, Vượng đi xe máy đến địa bàn phường Quảng An, sau đó gửi xe rồi đi bộ với mục đích trộm cắp. Quan sát thấy ngôi nhà của bị hại không có người trông coi, Vượng đã trèo cổng vào sân nhà, lên cầu thang, dùng công cụ cậy dùng công cụ cậy cửa sổ rồi đột nhập lục soát lấy đi nhiều tiền mặt và đồ trang sức quý giá các loại. Quá trình khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra công an quận Tây Hồ đã thu giữ được một số vật chứng là tài sản mà Vượng đã trộm cắp được nêu trên. Ngoài ra, cơ quan công an điều tra quận Tây Hồ cũng đã làm rõ Vượng từng đột nhập vào nhà một người nước ngoài khác trên phố Đặng Thái Mai, phường Quảng An vào ngày 5 tháng 1, trộm đi 4 chiếc dây chuyền, hai chiếc lắc tay, một đôi bông tai bằng vàng trị giá 35 triệu đồng. Tài liệu cơ quan công an thu thập và lời khai của đối tượng cho thấy tên này từng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn quận Tây Hồ. Ngày 1 tháng 2, Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường, phát hiện thu giữ một tấn nội tạng động vật hôi thối không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, công an quận Hoàng Mai phát hiện tại một khu vực bãi đất trống ven đường vành đai 3 thuộc địa phận phường Trần Phú có dấu hiệu tập kết vận chuyển nội tạng động vật để tiêu thụ. Ngày 29 tháng 1, đội cảnh sát kinh tế công an quận Hoàng Mai phối hợp với đội quản lý thị trường số 15, cục quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra tại khu đất chống ven đường Vành Đai ba, lực lượng chức năng phát hiện ông Mai Huy Thế, ngụ phường Lĩnh Nam đang tập kết một tấn nội tạng động vật đông lạnh gồm trứng gà non, nôm lợn, toàn bộ lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, bên trong bốc mùi hôi thối. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, ông này thừa nhận việc thu mua thực phẩm trôi nổi trên thị trường về bán cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thủ đô nhằm kiếm lời dịp cuối năm. Lực lượng chức năng đã thu giữ số nội tạng trên để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật trước nhu cầu tăng cao vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Hiện nay, chính phủ cho phép người dân được quyền sử dụng pháo hoa trong một số sự kiện đặc biệt như cưới hỏi, sinh nhật, lễ Tết, hội nghị, khai trương. Tuy nhiên, người dân cần phân biệt được pháo hoa, pháo nổ để an toàn khi sử dụng. Dẫn Nghị định số 137, Tổng cục Quản lý Thị trường hướng dẫn pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp khi có tác động của xung kích cơ, nhiệt hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian nhưng không gây ra tiếng nổ. Còn pháo nổ thì gây ra tiếng nổ lớn, có nguy cơ gây sát thương cho người xung quanh. Khi mua, người dân cần phân biệt rõ hai loại pháo này. Để an toàn phòng cháy chữa cháy, pháo cần phải đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm ướt, không để vật nặng tì đè lên, không để gần nguồn lửa, nguồn nhiệt hay các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt và để xa tầm tay của trẻ em. Quá trình vận chuyển cần phải nhẹ nhàng, không để pháo va đập mạnh và tránh vận chuyển gần các nguồn sinh nhiệt và lửa, tránh ảnh hưởng đụ, tránh ảnh hưởng của điều kiện thời tiết và môi trường. Người dân chỉ nên mua pháo hoa với số lượng đủ dùng theo mục đích sử dụng, không nên mua số lượng lớn để dự trữ. Việc sử dụng pháo hoa phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi sử dụng, cần đặt pháo hoa ở nơi bằng phẳng, rộng, cách xa những vật liệu dễ bắt nổ tối thiểu 4 đến 5 m, khoảng cách an toàn nhất là 10 m. Người dân không sử dụng pháo hoa gần nơi chứa các chất vật liệu cháy nổ, vật liệu đặc biệt dễ cháy nổ, không sử dụng ở trong nhà hoặc những không gian có mái che, trên cao phải thông thoáng, không có vật cản và đường dây điện. Khi pháo hoa cháy hết cần để nguội trong khoảng thời gian tối thiểu 15 phút và có thể tưới ướt pháo để không còn tàn lửa rồi mới cho vào thùng rác. Nếu không may xảy ra tai nạn, sự cố cháy nổ, phải nhanh chóng báo ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 hoặc qua app báo cháy 114 để kịp thời xử lý. Hiện nay chỉ có nhà máy Z121 của Bộ Quốc phòng mới được phép sản xuất pháo hoa. Do đó, theo lực lượng quản lý thị trường, chỉ mua pháo hoa tại các tổ chức doanh nghiệp được phép sản xuất kinh doanh pháo hoa. Khi mua pháo hoa của Bộ Quốc phòng tại các cửa hàng bán lẻ thì người dân sẽ nhận được hóa đơn bán lẻ. Hãy giữ lại những hóa đơn bán lẻ này để xuất trình khi cơ quan chức năng kiểm tra. Theo luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư tinh thông luật khuyến cáo, người dân cần chấp hành nghiêm các quy định về quản lý sử dụng pháo, tuyệt đối không để trẻ em lén lút sử dụng pháo. Việc mua, bán, tàng trữ pháo hoa trái phép đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Do đó, người dân nên thận trọng trong việc mua, bán, sử dụng pháo hoa, tránh hiểu nhầm dẫn đến vi phạm pháp luật. Mọi hành vi vi phạm tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo nghị định số 144 năm 2021 với mức phạt từ 2 đến 40 triệu đồng hoặc bị xử lý hình sự theo các tội danh như tội sản xuất, buôn bán hàng cấm, tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Ngoài ra, mặc dù các tổ chức cá nhân được phép sử dụng pháo hoa theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 137, nhưng nếu sử dụng pháo hoa tại nơi công cộng mà gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự thì có thể bị xử lý hình sự về tội gây dối trật tự công cộng, theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Thưa quý vị, biến thể JN1 của COVID-19 đang chiếm ưu thế ở hầu hết các nước trên thế giới và làm gia tăng số ca nhiễm tại nhiều nơi, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thông tin được ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại buổi sơ kết tình hình kinh tế xã hội tháng 1 của Ủy ban nhân dân sáng 1 tháng 2. Theo ông Châu, COVID-19 liên tục biến thể, hầu hết biến thể được xếp vào loại đáng quan tâm đã xuất hiện trên thế giới và đều có ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó đáng quan tâm nhất là biến thể JN.1 đang chiếm ưu thế ở các nước trên thế giới và làm gia tăng số ca nhiễm tại nhiều quốc gia, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Lý do số ca nhiễm COVID-19 tăng tại nhiều nơi trên thế giới là do biến thể JN.1 xuất hiện thêm một số đột biến mới nên có khả năng thoát khỏi hệ thống miễn dịch có sẵn bảo vệ của cộng đồng. Ông Châu cho biết, vị phó giám đốc Sở Y tế cũng lưu ý người suy giảm miễn dịch dễ nhiễm biến thể này, tuy nhiên biến thể này chỉ làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh, không tăng độc lực độc tính tại thành phố Hồ Chí Minh theo ông Châu từ ngày 18 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 22 tháng 1 năm 2024, các bệnh viện của thành phố tiếp nhận 94 ca COVID-19 điều trị nội trú, trong đó 17 ca bệnh nặng phải thở oxy, không có ca tử vong. Tất cả ca bệnh nặng đều là người thuộc nhóm nguy cơ, có bệnh nền nặng và chưa tiêm chủng đủ các mũi vaccine theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên, trong hai tuần gần đây, số ca nhập viện đã giảm, bình quân chỉ còn 2 ca một ngày. Trước nguy cơ của biến thể JR.1, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) và các bệnh viện theo dõi số ca nặng nhập viện, giám sát để tiếp tục chiến dịch bảo vệ người dân, nhất là nhóm nguy cơ. Bên cạnh đó, bên cạnh đó, theo ông Châu, ngoài việc chuẩn bị thuốc, nhân lực ứng trực 24 trên 24, các bệnh viện đã sẵn sàng trực xuyên Tết Nguyên Đán. Tiếp theo chương trình là một số thông tin chúng tôi mới cập nhật, mời quý vị cùng theo dõi. Theo cơ quan điều tra, vụ án này xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS, công ty cổ phần xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan. Theo Bộ Công an, kết quả điều tra đến nay đã làm rõ sai phạm của 22 hai, hai người, nguyên là lãnh đạo của công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, các công ty thuộc tập đoàn FLC, công ty kiểm toán và người thân của Trịnh Văn Quyết có hành vi đồng phạm giúp sức tích cực cho ông Quyết lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này giúp sức cho ông Quyết trong việc thông qua nâng khống vốn điều lệ của công ty cổ phần xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE, bán và chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Trong đó, nhiều cựu lãnh đạo tập đoàn FLC từng là thuộc cấp của Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, gồm Doãn Văn Phương, nguyên tổng giám đốc tập đoàn FLC chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng flc faros trần thế anh phó tổng giám đốc tập đoàn flc nguyễn thanh bình nguyên phó tổng giám đốc tập đoàn flc chủ tịch hội đồng quản trị công ty rts lê tân sơn nguyên phó tránh văn phòng thư ký hội đồng quản trị tập đoàn flc đặng thị hồng nguyên phó trưởng ban pháp chế nhiều lãnh đạo công ty con thuộc hệ sinh thái FLC bị khởi tố, gồm Trịnh Văn Đại, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng Faros. Đỗ Như Tuấn, nguyên Tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng Faros, Đỗ Quang Lâm, nguyên Tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng Faros, Lê Thành Vinh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Faros, Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc Faros, Lê Văn Sắc, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư địa ốc Alaska kiêm Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên FLC Land Đồng thời cơ quan điều tra khởi tố thêm một số người thân của ông Trịnh Văn Quyết, gồm Nguyễn Văn Mạnh, nguyên thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng Faros là em rể của ông Quyết, Nguyễn Thị Hồng Dung là chị gái của Nguyễn Văn Mạnh là em rể của Trịnh Văn Quyết, Trương Văn Tài, nhân viên văn phòng tập đoàn FLC lái xe cho Trịnh Văn Quyết. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố hai người là lãnh đạo, nhân viên một đơn vị kiểm toán, gồm Nguyễn Ngọc Tỉnh, chủ tịch hội đồng thành viên, nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và kế toán Hà Nội, Lê Văn Tuấn, kiểm toán viên công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và kế toán Hà Nội. Sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai hai người trên mới đây vào đầu tháng 1 năm 2024, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm về tội thao túng thị trường chứng khoán và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra được ban hành vào cuối tháng 10 năm 2023, cơ quan điều tra xác định trong hơn 4 năm, từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 1 năm 2022, ông Quyết đã chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế mượn chứng minh thư nhân dân của 45 người, thành lập và đứng tên 20 doanh nghiệp để mở 500 tài khoản chứng khoán nhằm thao túng, thổi giá cổ phiếu. Sau khi giá cổ phiếu FLC được thổi lên cao ngất ngưỡng, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo người thân bán ra 175 triệu cổ phiếu, với tổng số tiền Trịnh Văn Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là gần 1.700 tỷ đồng mục đích hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng. Ngoài ra Trịnh Văn Quyết còn bị cáo buộc biết việc nâng khống vốn điều lệ của công ty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, ông này vẫn quyết chỉ đạo một số người thân và thuộc cấp thực hiện việc góp vốn khống bằng cách ký khống các chứng từ. Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, tiền thân là công ty xây dựng và đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà, được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu là 1,5 tỷ đồng. Quy mô vốn này được giữ nguyên trong hơn 3 năm tiếp theo. Tuy nhiên, chưa tới 2 năm sau đó, từ năm 2014 đến năm 2016, Trịnh Văn Quyết đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của FLC Faros. Thời gian này, thực tế các cổ đông chỉ góp gần 1.200 tỷ đồng vào vốn điều lệ vào công ty cổ phần xây dựng FLC Faros. Cơ quan điều tra cáo buộc khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết đã bán và chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng là tiền của các nhà đầu tư. Đáng chú ý, 6 người bị khởi tố đều là cán bộ. Cơ quan điều tra xác định các cựu cán bộ này đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ cháy trung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, xảy ra vào hồi tháng 9 năm 2023. Trong số 6 người bị khởi tố có thanh tra xây dựng, cán bộ và công an phường Khương Đình. Các bị can bị cáo buộc có sai phạm về phòng cháy, chữa cháy và xây dựng. Trong số này, công an đã bắt tạm giam 3 người cụ thể danh tính của các bị can gồm Nguyễn Đình Quân, nguyên tổ trưởng tổ thanh tra xây dựng Ủy ban nhân dân phường Khương Đình giai đoạn 2014-2016, hiện là tổ trưởng tổ thanh tra xây dựng Ủy ban nhân dân phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Chu Xuân Sơn, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khương Đình giai đoạn 2015-2020, hiện là chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Nam. Nguyễn Thị Kim Trang, nguyên cán bộ địa chính xây dựng Ủy ban nhân dân phường Khương Đình giai đoạn 2010-2018, hiện là cán bộ địa chính xây dựng Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Bắc. Trần Trọng Khang, nguyên đội trưởng đội thanh tra xây dựng Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân giai đoạn 2013-2016, hiện đã nghỉ hưu. Phạm Tần Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khương Đình giai đoạn từ 2018 đến nay. Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Phó trưởng công an phường Khương Đình cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can Nguyễn Đình Quân, Trần Trọng Khang, Chu Xuân Sơn, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với các bị can Nguyễn Thị Kim Trang, Phạm Tần Anh, Nguyễn Tuấn Anh, ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can nêu trên để phục vụ công tác điều tra. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ sai phạm của các bị can liên quan đến vụ việc. Trước đó, trong đêm 12 rạng sáng ngày 13 tháng 9 năm 2023, chung cư mini cao 10 tầng với 45 căn hộ ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội bốc cháy dữ dội, làm 5, 6 người tử vong và 37 người bị thương. 7 ngày sau vụ cháy kinh hoàng xảy ra, đến ngày 19 tháng 9 năm 2023, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã có bản kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy. Theo đó, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía Nam, cách tường phía Đông khoảng 2,3 mét thuộc tầng 1 bên trong khu nhà ở nhiều căn hộ. Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng, loại xe tay ga đặt giáp tường phía nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn, theo thông báo từ cơ quan điều tra. Cũng theo kết luận giám định, lửa sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Trong 4 bình chữa cháy gửi giám định thì có 3 bình chưa được sử dụng, một bình đã được sử dụng vụ cháy trung cư mini đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số người tử vong lên đến 56 người và 37 người bị thương. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 của Bộ luật hình sự. Theo giấy phép xây dựng của quận Thanh Xuân cấp tháng 3 năm 2015, công trình xây nhà ở riêng lẻ 6 tầng, diện tích xây dựng tầng 1 là 167 m2, mật độ 70%, tổng chiều cao 20,2 m. Thực tế chủ đầu tư đã biến công trình nhà ở thấp tầng thành chung cư mini cao 10 tầng với diện tích xây dựng là 230 m2 được chia thành 45 căn hộ để bán. Sau vụ cháy, Thành ủy Hà Nội đã ra quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ba cơ sở đảng thuộc quận Thanh Xuân, Ban thường vụ quận ủy, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân và Đảng ủy Phường Khương Đình nhiệm ký 2015-2020 và 2020-2025 để làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về vụ việc này trong những số tiếp theo của chương trình. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi hôm nay hãy nhấn theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ những thông tin quan trọng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại